Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong công khai kết hôn vào đúng sinh nhật lần thứ 31 của nữ diễn viên Sở Kiều Truyện, từng khiến dân tình xôn xao trong suốt thời gian dài. Hôn nhân của cả hai tưởng như thêm hạnh phúc khi đón con trai đầu lòng vào ngày 8 tháng 3 2019, nhưng gần 2 năm sau đó, khi chưa kịp tổ chức đám cưới thì cả hai đã tuyên bố ly hôn trong sự bàng hoàng của người hâm mộ. Yêu nhanh cưới vội chống ly hôn, trong khi Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ động thái im lặng thì phía chồng cũ Phùng Thiệu Phong và mẹ ruột nam diễn viên liên tục ngỏ ý muốn mỹ nhân họ Triệu quay lại, thậm chí có tin đồn Phùng Thiệu Phong hậu ly hôn vẫn muốn mời vợ cũ cùng tham gia phim mới, yêu cầu hòa giải nhưng nàng Sở Kiều dứt khoát từ chối. Thái độ phũ phàng của nữ diễn viên cho thấy cô thực sự đã cạn tình với gia đình họ Phùng. Hậu ly hôn, mối quan tâm của Triệu Lệ Dĩnh chỉ có con trai. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, mỹ nhân họ Triệu cho biết cô đang rất hạnh phúc và hài lòng về cuộc sống hiện tại, cũng như sẽ trân trọng cuộc sống này. Thái độ lạc quan của cô khiến dân tình thêm tin tưởng dù là mẹ đơn thân, cô vẫn có thể chăm sóc tốt cho con trai tưởng tượng. Suốt quá trình phỏng vấn, thái độ khá cởi mở của nữ diễn viên cũng khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, yêu thích. Chia sẻ về các vai diễn gần đây trong Ai Là Hung Thủ, Dã Man Sinh Trưởng, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, nàng Sở Kiều tâm sự. Khi tôi tiếp cận những nhân vật này, tôi phải đi tìm suy nghĩ và logic của họ. Ví dụ nhé, tôi và Hạnh Phúc mỗi ngày đều sẽ phát sinh sự xung đột, sẽ có những cuộc đối thoại kịch liệt, sẽ cãi nhau, sẽ làm lành, sẽ tiêu hóa nó. Rồi ngày hôm sau lại tiếp tục tiến gần đến cô ấy. Nghĩ lại, tôi làm ngành này cũng rất tốt, những câu chuyện này đều sẽ không xảy ra ngoài đời thực. Vì dù là diễn ra trong phim, diễn ra trong lòng tôi, vậy thì nó cũng sẽ mang đến cho tôi cảm xúc rất lớn. Sắm vai những người phụ nữ này, tôi nhận ra bản thân mình thật ra rất hạnh phúc vì đã không phải gặp những chuyện như vậy. Và điều đó cũng làm cho tôi trân trọng cuộc sống hiện tại hơn, cô nói thêm. Nữ diễn viên cũng bày tỏ quan điểm sống của bản thân để thành công trong cuộc sống. Tôi tin chắc rằng thành công của một người và những quyết định của bản thân người đó có mối tương quan rất lớn với nhau. Sau cùng, tất cả đều sẽ thay đổi về sự lựa chọn của bạn. Lựa chọn của bạn sẽ quyết định con đường mà bạn quẹo bước, và con đường đó sẽ rất nhiều hướng khác nhau. Năm 2010, khi vào vai Tình Nhi trong Tân Hoàng Châu Cách Cách 3, Triệu Lệ Dĩnh công khai theo đuổi không ngại thể hiện tình cảm dành cho bạn diễn Cao Tử Kỳ, tài tử họ Cao sau đó đã chấp nhận lời tỏ tình của cô. Không lâu sau đó, khi tham gia Lục Trinh Truyền Kỳ, nữ diễn viên 31 tuổi đã phải lòng nam chính Trần Hiệu. Theo phong hành, Cao Tử Kỳ biết chuyện và quyết định tới phim trường tìm gặp Triệu Lệ Dĩnh với hy vọng cứu vớt tình cảm, nhưng người đẹp vẫn một mực đòi chia tay. Mối tình với tài tử Tân Thần Điêu Đại Hiệp kéo dài tới năm 2014 thì tan vỡ. Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vĩ Đình quen biết khi hợp tác trong Thục Sơn Kỳ Hiệp năm 2015. Sau bộ phim, cả hai dính phải nghi án hẹn hò, thậm chí mỹ nhân còn bị nghi ngờ là người thứ ba, khiến mối tình của nam diễn viên và Thái Trắc Nghiên tan vỡ. Sau khi bộ phim Lão Cửu Môn kết thúc, hai người ít xuất hiện với nhau. Theo nhiều trang tin của Trung Quốc, mối tình của cặp đôi đã kết thúc sau khi quay xong phim vào năm 2016. Trang SC vừa tiết lộ khối tài sản của Triệu Lệ Dĩnh sau gần 15 năm hoạt động nghệ thuật. Theo đó, trung bình mỗi năm, Triệu Lệ Dĩnh thu nhập bình quân mỗi khoảng 100 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 360 tỷ đồng. Đối với mỗi bộ phim truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh có thể nhận được mức thù lao tầm 30 triệu nhân dân tệ, khoảng 108 tỷ đồng. Ngoài ra, khi ký hợp đồng với các thương hiệu, cô cũng có thể bỏ túi 10 triệu nhân dân tệ một năm, khoảng 36 tỷ đồng. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn tham gia đầu tư vào 8 công ty và thu khoản lợi nhuận không nhỏ. Giữa năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh chi tiền một căn biệt thự sang trọng, giá lên đến 100 triệu nhân dân tệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Triệu Lệ Dĩnh được xem là ngôi sao giàu nghị lực và đáng ngưỡng mộ của làng giải trí. Nữ diễn viên xuất thân từ một gia đình nông thôn bình thường ở Hà Bắc, Trung Quốc. Với những đam mê và nghị lực mãnh liệt, cô vươn lên trở thành nữ diễn viên giàu có và thành công của làng giải trí. Dù không được đào tạo bài bản, nhưng hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh được xem là nữ hoàng ra tinh của màn ảnh Trung Quốc qua nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách như Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam, Đến Đây Ăn Nào, Sở Kiều Truyện, Minh Lăng Truyện, Thời Gian Tươi Đẹp Của Mình, Hoa Thiên Cốt, Thanh Vân Chí, Lão Cửu Môn, Hữu Phị. Từ năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh đã xếp thứ tư danh sách sao gốc hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Từng bị cười chê vì xuất thân nông thôn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ: "Tôi thực sự sinh ra ở nông thôn, tổ tiên gốc gác nông thôn, nói tôi nói năng không khéo léo cũng được, không quan trọng, tôi sẽ làm nhiều hơn, nói ít hơn, sẽ sử dụng tác phẩm của mình để thay tôi nói." Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dành thời gian cho công việc, cô có tới 2 dự án phim truyền hình sắp lên sóng,
Ngoài ra, dự án đang được chờ đợi mang tên Lớn Lên Tự Nhiên với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào. Bộ phim Lớn Lên Tự Nhiên dự kiến quay hình trong vòng 8 tháng, kể về cuộc đời và hành trình lập nghiệp của nữ doanh nhân Hứa Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh đóng vào những năm 1990. Vừa qua, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Triệu Lệ Dĩnh đã khởi kiện một anti-fan vì tranh chấp trách nhiệm pháp lý trên mạng. Phiên tòa đã diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Tại tòa, luật sư của Triệu Lệ Dĩnh yêu cầu bị đơn xóa nội dung vi phạm, xin lỗi công khai trên trang Weibo, đền bù cho nữ diễn viên khoản thiệt hại kinh tế và tinh thần lên tới 150.000 nhân dân tệ, hơn 530 triệu đồng. Đây không phải là lần đầu Triệu Lệ Dĩnh kiện người sử dụng mạng. Trước đó, vào năm 2020, Triệu Lệ Dĩnh cũng khởi kiện hai đối tượng bôi nhọ danh dự của mình trên mạng xã hội và giành chiến thắng. Hai nhân vật này đã phải công khai xin lỗi và bồi thường theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố miễn nhận bồi thường vì đối phương có hoàn cảnh khó khăn và hành động này của cô khiến nhiều người cảm kích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.